Chào mọi người, mùa mưa đến rồi. Mọi người cùng trồng mía ra xanh quả dài với béo không? Để nảy mầm hạt, béo thường ngâm hạt với nước khoảng 3 tiếng, sau đó ủ vào khăn giấy ẩm. Khay đựng chậu ươm, béo sẽ cho vào một chút phân dơi. Đất ươm cây lần này, béo sử dụng compost tự ủ. Giai đoạn đầu của bí đao lúc mới nảy mầm thì cây sẽ phát triển khá chậm, nên các bạn kiên nhẫn một chút nha. Các bạn lưu ý đặt những chậu bí đao con của chúng ta ở nơi có thật nhiều nắng, duy trì độ ẩm vừa phải và bón phân đều đặn hàng tuần nhé. Trước khi trồng bí đao, béo thường bón lót cho cây một ít phân dê khô. Nếu không có phân dê thì các bạn có thể thay bằng các loại phân chuồng khác. Đây là cây bí đao mà béo chọn trồng ra chậu. Cây đã khá là cứng cáp. Bí đao cần rất nhiều dinh dưỡng để phát triển, vì vậy béo thường bón phân cho bí đao vào mỗi 10 ngày, thường xuyên tỉa bỏ lá già và những cành yếu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.